Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Full Stack. Thì đây là một cái video tiếp theo mở đầu một series ngắn của mình về sử dụng Google Kubernetes Engine, và trong đó đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các CI/CD tool như là GitHub Action và AdagoCD. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về nội dung của cái series ngắn này. Ở phần đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về Google Kubernetes Engine, hay còn gọi là GKE. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ setup GKE Cluster sử dụng Terraform để quản lý infrastructure code. Sau đó chúng ta cũng sẽ setup CI pipeline sử dụng GitHub Action. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về AdagoCD, và sau đó chúng ta sẽ setup CD pipeline sử dụng AdagoCD để tự động hóa quá trình deploy vào GKE Cluster. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên, như các bạn đã biết thì Kubernetes là một cái Container Orchestration Platform rất là phổ biến và được sử dụng rất nhiều trong các công ty IT, kể từ quy mô startup cho tới quy mô enterprise. Thì Kubernetes cung cấp một số các chức năng cần thiết đối với một Container Orchestration Tool, ví dụ như là quản lý vòng đời của application container, hay là cung cấp các chức năng liên quan tới container deployment, ví dụ như là rolling updates. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng Kubernetes vào trong thực tế thì sẽ có nhiều bài toán cũng như là các cái công việc khá là khó. Ví dụ đầu tiên là chúng ta cần phải khởi tạo và quản lý Kubernetes Cluster. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ cần phải thiết lập load balancing các cái request gửi tới Kubernetes Cluster. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ cần phải xem xét tới việc thiết lập auto-scaling workload hay là auto-scaling infrastructure mà các bạn sử dụng để tạo Kubernetes Cluster. Tiếp theo, chúng ta cũng sẽ cần phải thực hiện các cái operation định kỳ, ví dụ như là upgrade Kubernetes version hay là security patch tới cái cluster. Và cuối cùng, chúng ta cũng sẽ cần phải bỏ thời gian ra để thiết lập cũng như là quản lý infrastructure để quản lý logging cũng như là monitoring Kubernetes cluster hay là application container chạy bên trong Kubernetes cluster. Để giải quyết những cái vấn đề mà mình vừa nêu thì chúng ta có một cái lựa chọn khác là thay vì tự quản lý infrastructure cũng như là tự tạo Kubernetes cluster, chúng ta có thể sử dụng các cái managed Kubernetes service từ các cloud vendor lớn, ví dụ như AWS, Google Cloud hay là Azure. Ở trong video này thì chúng ta sẽ sử dụng Google Kubernetes Engine là một cái dịch vụ tới từ Google Cloud. Thì khi chúng ta sử dụng Managed Kubernetes Service nói chung hay là sử dụng Google Kubernetes Engine nói riêng thì chúng ta sẽ có một số các lợi ích như sau. Đầu tiên là các bạn có thể nhanh chóng quản lý và khởi tạo Kubernetes Cluster thông qua cái UI interface từ mà cái cloud vendor để cung cấp cho bạn. Tiếp theo, chúng ta có thể thiết lập nhanh chóng load balancing sử dụng các cái dịch vụ có sẵn ở trên cloud vendor đấy. Ngoài ra thì khi các bạn muốn thực hiện các cái chức năng liên quan đến access control hay là quản lý permission access tới Kubernetes Cluster, chúng ta có thể tận dụng cái dịch vụ IAM ở trên cloud vendor đấy. Tiếp theo, chúng ta có thể thiết lập nhanh chức năng liên quan đến auto-scaling workload hay là auto-scaling infrastructure. Và tiếp theo nữa ấy, là hầu hết các dịch vụ này đều hỗ trợ các cái operation định kỳ, ví dụ như là upgrade Kubernetes version hay là security patch một cách tự động, hoặc là nếu các bạn muốn thì có thể làm thủ công. Và cuối cùng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các dịch vụ có sẵn ở trên cloud vendor để config và cấu hình nhanh logging cũng như là monitoring Kubernetes cluster. Ở phần tiếp theo này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái workflow rất là cơ bản khi các bạn develop application và sau đó deploy application container lên Kubernetes cluster. Đầu tiên, chúng ta là developer sẽ develop application và sau đó post source code lên code repository. Ở đây chúng ta lấy ví dụ là sẽ sử dụng GitHub. Sau khi đã put source code lên code repository, chúng ta sẽ cần phải build container image. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải push cái container image đấy lên container registry. Ở đây có thể là Docker Hub hay là các cái private container registry từ các cái dịch vụ cloud. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải update Kubernetes manifest file, thường là những file được viết dưới dạng YAML. Thì cái quá trình này chúng ta có thể tự động hóa bằng việc sử dụng các cái CI tool, ví dụ như là Jenkins hay là GitHub Action. Quá trình này còn được gọi là Continuous Integration, hay còn gọi tắt là CI. Tiếp theo, sau khi đã update Kubernetes manifest file, chúng ta sẽ cần phải pull hay là download những cái file này và sau đó sử dụng Kubernetes control, Kubernetes CTL để apply hay là deploy vào Kubernetes cluster.
Thì quá trình này chúng ta có thể tự động hóa bằng các cái CD tool, ví dụ như là Zenskin hay là GitHub Action, hay là cái tool mà mình sẽ sử dụng trong cái series này là Argo CD. Quá trình này còn được gọi là Continuous Delivery, hay còn gọi tắt là CD. Thì như các bạn đã thấy thì cái workflow này rất là cơ bản, và cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra là sẽ tự động hóa hoàn toàn cái quả workflow này bằng các cái CI/CD tool. Cụ thể là mình sẽ dùng GitHub Action và Argo CD. Tiếp theo ở phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của GK Cluster. Đầu tiên, ở trong mỗi cluster chúng ta sẽ có một hoặc nhiều control plane, và GK sẽ phụ trách việc quản lý vòng đời của control plane kể từ khi cluster được tạo ra cho tới khi cluster được xóa đi. Ở trong mỗi control plane chúng ta sẽ có các cái thành phần con. Đầu tiên là Kubernetes API Server, tiếp theo là Resource Controller, Scheduler, Storage. Và các cái thành phần này sẽ phụ trách việc quản lý tài nguyên, quản lý network, cũng như là lập lịch schedule workload lên các node ở trong GK Cluster. Tiếp theo là các node, node là các instance hay là các cái machine sẽ xử lý workload ở trong GK Cluster. Ở trên mỗi node chúng ta sẽ deploy pod. Pod là một cái đơn vị deploy nhỏ nhất ở bên trong Kubernetes, và chúng ta sẽ sử dụng pod để chạy các cái application container. Và cuối cùng, ở cái phía xử lý đằng sau của GKE, chúng ta sẽ sử dụng các cái dịch vụ khác của Google Cloud. Ví dụ đối với networking, chúng ta sẽ dùng là VPC networking để thiết lập network trong cluster. Tiếp theo là persistent disk, đây là default storage mặc định khi chúng ta sử dụng GKE. Tiếp theo là load balancer, đây là dịch vụ mà mọi người sẽ dùng để thiết lập load balancing tới GKE cluster. Và cuối cùng là cloud operation, đây là dịch vụ mà giúp cho mọi người setup quản lý log cũng như là monitoring GKE cluster rất là nhanh. Thế để tương tác được với GKE cluster, chúng ta sẽ sử dụng Kubectl, Kubectl. Ở phía xử lý đằng sau của Kubectl là sẽ gửi trực tiếp request tới Kubernetes API server. Ngoài ra thì có một số cách phức tạp hơn, ví dụ chúng ta có thể gửi request thẳng tới Kubernetes API server dưới dạng HTTP hay là gRPC, nhưng mà tốt nhất chúng ta cứ nên sử dụng Kubectl nhé. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các kiểu GK cluster dựa trên một số đặc tính. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ là hiện tại GK cluster khi các bạn khởi tạo thì sẽ có lựa chọn operation mode, và hiện tại thì sẽ có hai kiểu là autopilot và standard. Thì mặc định ở trong cái chuỗi series video này thì mình sẽ chỉ sử dụng standard GK cluster. Đầu tiên chúng ta có thể phân loại GK cluster dựa trên đặc điểm về độ khả dụng. Chúng ta có hai kiểu là regional và zonal. Tiếp theo chúng ta có thể phân loại dựa trên network isolation, đây là ý nghĩa là trạng thái cô lập network. Chúng ta có thể tạo public cluster hay là private cluster. Và cuối cùng chúng ta có thể phân loại cluster dựa trên là network routing. Ở đây sẽ có hai lựa chọn là VPC native hay là rules based. Thì có một cái điểm lưu ý khác là khi các bạn đã tạo GK cluster thì các bạn sẽ không thể thay đổi kiểu cluster. Vì vậy nếu muốn thay đổi thì các bạn sẽ cần phải xóa đi sau và tạo lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về regional và zonal cluster. Khi nhắc tới region và zone thì đây là một cái khái niệm rất là cơ bản khi các bạn sử dụng public cloud. Các bạn có thể liên tưởng như sau: region là một tỉnh hoặc là một thành phố, và zone là các cái data center đang chạy ở trong cái tỉnh hay là thành phố đấy. Một region thì thường sẽ bao gồm là 2 đến 3 zone. Đối với regional GK cluster, control plane sẽ được provision và chạy ở trên tất cả các zone ở trong cái region được chỉ định. Còn đối với nodes ở trong regional cluster cũng sẽ được chạy trong các cái zone mà có control plane đang chạy. Mình sẽ lấy một ví dụ, nếu mình tạo một cái regional GK cluster ở trong region Asia Northeast 1 hay Tokyo đấy, thì control plane sẽ được deploy và chạy ở trên tất cả các zone là A, B, C. Sau đó là các nodes sẽ được chạy ở trên các cái zone này. Giả sử nếu có zone failure, tức là giả sử cái data center để bị mất điện hay là bị sự cố, thì control plane ở trong cái zone này sẽ dừng hoạt động tạm thời. Tuy nhiên, do là ở trong GK cluster này vẫn đang còn hai control plane khác chạy ở zone B và C, cho nên cả toàn bộ cái GK cluster vẫn hoạt động bình thường và không hề bị ảnh hưởng gì hết. Vì vậy, nếu cái application của bạn yêu cầu SLA về độ khả dụng cao ấy, thì các bạn nên sử dụng regional cluster, chúng ta sẽ có thể đạt được là high availability. Tiếp
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Zonal Cluster. Ở trong Zonal Cluster thì Control Plane sẽ chỉ được deploy vào zone được chỉ định. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái khái niệm khác là Single Zonal và Multi Zonal. Đối với Single Zonal thì các node ở trong cluster sẽ chỉ được deploy vào zone được chỉ định. Còn đối với Multi Zonal thì các node sẽ được deploy vào các zone ở trong cùng region. Tiếp theo thì mình sẽ lấy một ví dụ. Giả sử mình muốn deploy Zonal Cluster vào zone Asia Northeast Most A thì sẽ giống như regional, control plane và node sẽ được provision và chạy trong cái zone này. Giả sử nếu zone failure xảy ra, tức là data center gặp trục trặc hỏng hóc dẫn đến control plane dừng hoạt động, thì tại cái thời điểm này ZK Cluster vẫn xử lý bình thường. Tuy nhiên do là control plane tạm dừng cho nên các hoạt động như là schedule workload và các node sẽ không được xử lý. Vì vậy các bạn có thể sử dụng Zonal Cluster khi mà cái application của bạn không có yêu cầu về availability hay là chỉ yêu cầu rất là thấp. Hoặc là các bạn có thể sử dụng Zonal Cluster khi muốn tìm hiểu các chức năng của Kubernetes. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Public và Private ZK Cluster. Đối với Public Cluster thì mình đã chuẩn bị một cái hình minh họa như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có Customer Project là GCP Project mà các bạn dùng để khởi tạo Kubernetes Cluster. Tiếp theo, các bạn sẽ cần phải tạo vì Customer VPC hay là Virtual Private Cloud là một cái service được dùng để thiết lập network ở trên Google Cloud. Thì ở trong Public ZK Cluster, các nodes sẽ được gắn một cái Public IP Address. Vì vậy, có thể xảy ra khả năng là các cái node này sẽ bị truy cập từ Internet dẫn đến các cái vấn đề liên quan đến security. Thì khi các bạn khởi tạo Public Cluster, thì Google Cloud cũng sẽ tự động provision control plane tải ở bên trong một cái GCP project được quản lý bởi Google Cloud. Và đồng thời tại thời điểm này thì VPC network peering ở giữa customer VPC và cái VPC mà control plane đang chạy sẽ được tạo ra và thiết lập. Cho nên là các node ở trong cluster sẽ có thể tương tác nói chuyện được với control plane. Ở trong public cluster thì ZKE sẽ cung cấp một cái public endpoint và cái public endpoint này sẽ được sử dụng khi các bạn gõ các cái command Kubernetes control. Tiếp theo là về private cluster thì mình cũng sẽ có cái hình minh họa nhưng mà sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Thì chúng ta cũng sẽ có customer project và customer VPC. Thì chỉ có một điểm khác là các node ở trong private cluster sẽ chỉ được gắn private IP address, do đó các cái access, các request từ internet tới các node sẽ bị chặn hoàn toàn. Trong trường hợp bạn muốn thực hiện cái phía ngược lại, tức là gửi request từ các node ra phía internet, thì các bạn cần phải thiết lập Cloud NAT. Cloud NAT là một cái dịch vụ networking ở trên Google Cloud. Khi các bạn khởi tạo private cluster thì cũng tương tự như public cluster, Google Cloud cũng sẽ khởi tạo control plane ở trong một cái GCP project do Google Cloud quản lý, và đồng thời cũng sẽ thực hiện VPC network peering để các node ở trong private cluster có thể thao tác được với control plane. Tuy nhiên có một cái điểm khác ở đây là ZKE sẽ cung cấp hai endpoint, public endpoint và private endpoint. Nếu trong trường hợp các bạn muốn chặn hoàn toàn access từ phía internet phía bên ngoài tới private cluster thì các bạn có thể vô hiệu hóa public endpoint, và trong trường hợp này các bạn sẽ chỉ còn private endpoint. Và ở trong trường hợp này các bạn sẽ cần phải deploy và provision một cái instance hay là VM ở trong cùng customer VPC để có thể sử dụng Kubernetes control thao tác với private endpoint. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn muốn sử dụng public endpoint thì các bạn có thể sử dụng chức năng authorize master network và sẽ chỉ có các cái network được chỉ định có thể truy cập tới public endpoint. Hoặc là trong trường hợp nếu các bạn muốn kết nối từ on-premise network thì các bạn có thể sử dụng Cloud VPN để peering tới VPC có control plane chạy. Do đó, các bạn có thể truy cập tới private endpoint của private cluster từ cái on-premise network. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về VPC native và root-based cluster. Thì khi các bạn khởi tạo ZK cluster thì mặc định là chúng ta sẽ sử dụng VPC native, đấy là cái chức năng mới hơn so với root-based. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải định nghĩa VPC, sau đó chúng ta sẽ cần phải khởi tạo cái subnetwork để có thể cung cấp một cái giải IP address cho các nodes ở trong ZK cluster. Và đồng thời khi khởi tạo subnetwork chúng ta sẽ định nghĩa thêm hai giải secondary IP. Một giải sẽ được sử dụng để cung cấp IP address cho các services, một giải sẽ được sử dụng để cung cấp IP address cho các pods ở trong ZK cluster. Và vì vậy, các port và services ở trong ZK cluster sẽ có cái giải IP address cố định và có thể
communicate trực tiếp với nhau dựa vào IP address của mình. Tiếp theo là về rules-based cluster. Ở trong cái dạng cluster này, networking sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái dịch vụ gọi là Google Cloud Routes để xác định được cái điểm tiếp theo và điểm cuối của cái request hay còn gọi là next hop. Và ngoài ra thì cái độ trễ khi xử lý request của ở bên trong Rootbase Cluster sẽ cao hơn nhiều so với ở bên trong VPC Native, vì chúng ta sẽ cần phải dựa vào dịch vụ Google Cloud Route để xác định được cái điểm đích tiếp theo. Thì khi mà cái size của Rootbase Cluster tăng lên, tức là trong cluster này số lượng các nodes hay là số lượng các pods tăng lên, thì chúng ta sẽ cần phải scaling. Và để scaling được Rootbase Cluster, chúng ta cũng sẽ cần phải xem xét việc tăng cái root quarter ở trong GCP project mà chúng ta dùng để deploy GK cluster. Thì đây là một cái operation khá là phiền phức khi sử dụng Rootbase Cluster. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các node là một cái thành phần tiếp theo ở trong GK cluster. Thì đầu tiên là các node về cơ bản là các Compute Engine VM Instance. Đây là một dịch vụ để chúng ta có thể sử dụng và provision server ở trên Google Cloud. Thì ở trong mỗi node sẽ có chạy container runtime cùng với Kubernetes. Node agent là Kubernetes để node có thể communicate với control plane và ngược lại. Thì mỗi node sẽ sử dụng các system image, ví dụ chúng ta có container optimize OS, Ubuntu hay là Windows server. Và đối với mỗi cái system image này sẽ có phân loại dựa trên container runtime là Docker hay là containerd. Tuy nhiên có một cái lưu ý nhỏ là từ phiên bản GKE 1.19 thì Docker Container Runtime đã bị deprecated và chúng ta được khuyến khích chuyển sang sử dụng Containerd. Tiếp theo là về node pools. Node pool bản chất là một nhóm các node có chung configuration. Thì khi chúng ta khởi tạo GK cluster thì sẽ có một cái node pool mặc định được tạo ra. Và sau khi tạo xong GK cluster, chúng ta có thể gắn thêm nhiều node pool khác và sau đó có thể deploy pods vào mỗi cái node pool tùy theo cái yêu cầu mà của application đặt ra. Khi các bạn khởi tạo node pool ấy, thì cái node pool này sẽ được gắn cái label là GK trừ node pool với giá trị là tên của cái node pool đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về machine family, machine series. Đây là những kiến thức rất là cơ bản khi các bạn sử dụng Google Cloud, bởi vì là khi các bạn khởi tạo GK cluster, các bạn cũng sẽ cần phải chỉ định cái machine family và machine series của các node chạy ở trong GK cluster. Thì ở trên Google Cloud chúng ta sẽ có một số các cái machine family cơ bản, ví dụ như general purpose, compute optimize, memory optimize hay là accelerator optimize. Thì ở trong mỗi machine family chúng ta sẽ có các cái machine series, ví dụ ở trong general purpose chúng ta có E2N2N1 và C2M2 hay là A2. Các bạn có thể tham khảo cái link ở dưới này để đọc kỹ thêm chi tiết về các machine family và series. Sau khi đã lựa chọn được machine family cũng như là machine series, chúng ta sẽ cần phải lựa chọn cái machine type. Ở đây sẽ có 3 kiểu là standard, high memory, high CPU. Thì tùy vào cái yêu cầu của cái workload mà chúng ta sẽ lựa chọn là cái node đấy có nhiều memory hay là node đấy có nhiều CPU. Nếu chúng ta không cần quan tâm về cái vấn đề này, chúng ta sẽ lựa chọn là standard. Tiếp theo thì mình sẽ có một số cái tip nhỏ để giúp các bạn tiết kiệm được tiền khi sử dụng resource của Compute Engine ở trên Google Cloud. Thì đầu tiên chúng ta có thể sử dụng các cái preemptible instance ở trên Google Cloud. Thì đây là những cái instance sẽ được shut down bất kỳ trong vòng 24 giờ trở lại khi các bạn khởi tạo cái instance này. Thì nếu cái workload của bạn nếu bị shut down bất kỳ như thế này sẽ không ảnh hưởng gì, thì chúng ta có thể sử dụng preemptible instance. Và khi sử dụng cái chức năng này, chúng ta có thể tiết kiệm được từ 60-90% tiền phí, rất là rẻ. Tiếp theo, khi mà cái application của bạn đã chạy ổn định ở trên Google Cloud thì các bạn có thể mua resource như là CPU, memory và sử dụng trong vòng 1-3 năm. Đây là chức năng gọi là committed yield discount, và khi sử dụng chức năng này các bạn sẽ tiết kiệm được từ 50-60% phí sử dụng resource đấy trong vòng 1-3 năm. Và tiếp theo, khi sử dụng Google Kubernetes Engine có một cái service rất là quan trọng mà mình muốn giới thiệu, đó là Container Registry, là nơi mà các bạn sẽ lưu trữ container image. Ở trên Google Cloud chúng ta sẽ có hai dịch vụ là Container Registry và Artifact Registry được sử dụng để lưu trữ container image. Tuy nhiên đối với Artifact Registry thì chức năng sẽ mới hơn, không chỉ là lưu trữ container image mà chúng ta có thể lưu trữ các cái artifact khác với container image, ví dụ như là OS package, Debian hay là RPM, hay là các language package, ví dụ như là Java hay là Python. Và hiện tại ấy, thì Google Cloud khuyến khích sử dụng Artifact Registry so với Container Registry nhé. Thì cái
cách tính tiền khi các bạn sử dụng Artifact Registry hay là hai cái dịch vụ này là giống nhau, là sẽ dựa trên Network Egress và Storage Usage. Network Egress sẽ phát sinh khi các bạn tải cái container image về cái nơi các bạn chạy application. Tuy nhiên, mình sẽ có một cái tip nhỏ để giúp các bạn tiết kiệm cái phí phát sinh Artifact Registry là các bạn sẽ khởi tạo cái repository ở bên trong Artifact Registry cùng với nơi, giống với cái nơi mà bạn chạy application, tức là cùng region ấy. Thì tức là khi các bạn làm như thế này thì sẽ không phát sinh ra phí network egress. Theo để kết thúc video này thì mình sẽ demo UI khi các bạn khởi tạo GK Cluster. Đầu tiên các bạn sẽ mở giao diện Google Cloud và ấn một cái menu ở bên trái, sẽ kéo xuống và chọn Kubernetes Engine. Sau khi cái giao diện quản lý GK hiển thị ra, các bạn sẽ ấn vào Create và sẽ lựa chọn là GK Standard và ấn Config. Tiếp theo thì mình sẽ điền tên của GK Cluster, sau đó sẽ lựa chọn là Regional hoặc Zone Node. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Zone Node Cluster và mình sẽ chỉ định Zone là Asia Northeast 1A. Tiếp theo là về Node Pool, ở đây thì mình sẽ để nguyên và các bạn có thể thấy là chúng ta có thể lựa chọn được cái System Image của các node ở trong cái Node Pool này. Tiếp theo là về networking, thì ở trong thiết lập networking thì mình sẽ có thể lựa chọn là public hay private cluster. Ở đây thì mình sẽ sử dụng public cluster và chúng ta cũng sẽ sử dụng cái default VPC để thiết lập network. Về cơ bản đến đây là các bạn có thể ấn create để khởi tạo GK cluster. Thì mình sẽ ấn create và cái thời gian cần thiết để hoàn tất khởi tạo GK cluster là vào tầm 10 đến 12 phút. Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn tất cái phần 1 của cái series ngắn về Google Kubernetes Engine của mình. Thì ở trong video này thì mình đã giới thiệu sơ qua về Google Kubernetes Engine để các bạn có thể làm quen với cái dịch vụ này. Ở trong cái video tiếp theo là phần 2 thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái hands-on về deploy GK cluster sử dụng Terraform. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn ủng hộ mình thì hãy ấn like hoặc subscribe và chia sẻ video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video phần 2.